Chào các bạn nhé. Thời tiết. Ôi trời. Thời tiết hôm nay chủ nhật trời mưa ẩm. Thứ hai trời mưa ẩm các bạn ạ. Thứ ba có thể là đỡ hơn một chút. Trời vẫn khá ấm áp. Tuy nhiên, từ thứ tư trở đi, trời bắt đầu rét đậm, rét hại. Đến hết tháng 1 và sang đầu tháng 2. Và từ giờ cho đến phần cuối tháng 1 và đầu tháng 2, có thể có một trận mưa khá là lớn. Chứ hôm nay mình suy nghĩ tự nhiên mình thấy lo các bạn ạ. Vì sao mình lo? Bởi ngay từ những video của năm ngoái, năm 2019, khi vừa thu xong vải thiều năm 2019, mình đã nhận định là năm 2020 là một năm mất mùa. Và như mình dự tính đúng là đúng không sai các bạn ạ. Dự đoán đúng không sai. Còn năm nay mình vẫn dự đoán là có thể được mùa. Bởi vì mình dựa vào cơ bản, mình dựa vào thời tiết các bạn ạ. Bởi vì năm 2020 là một mùa đông rét. Và như mình nhận định không sai rồi. Chúng ta đã qua một vài trận rét, chúng ta đã biết. Và thứ tư rét đậm, rét hại, nhiệt độ có thể xuống 7 độ C. Và từ giờ ròng rã hết tận tháng 1, nhiệt độ nó cũng từ 7 độ C đến 21 độ C là cùng thôi. Đấy. Đấy là mình nói ở Lục Ngạn mình nhé. Mình chưa nói các vùng núi cao Mẫu Sơn, Sapa hoặc là đâu đó có thể xuống âm độ rồi có tuyết rơi. Đấy, năm 2019 mình liệt kê lại thời tiết như sau. Thì năm 2019 thì thời tiết mùa thu, cuối mùa thu và đầu mùa đông có một trận rét, khá rét. Rồi đâu sang đầu tháng 12 lại có một trận hanh khô. Rất hanh khô. Và chốt lại cuối năm 2012 là cơ bản là trời hanh khô giá rét các bạn ạ. À, xin lỗi, cuối năm 2019 về âm lịch nhé. Tức là sang tháng 1 của dương lịch cơ bản là hanh. Hanh khô không phải giá rét, mình xin lỗi. Hanh và khô như trời tương đối ấm. Rất là hanh khô cho nên dẫn đến nhiều vườn vải u hồng, thanh hà bị chết, thậm chí cả vải thiều chết. Nhưng điều đó chưa phải là vấn đề, và vấn đề quan trọng nhất đó chính là 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 năm 2020, tức là 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, chính là 2 rưỡi Tết ấy, 30 Tết, thì có sấm lên trời, rồi nó mưa ròng rã kéo dài sang hết mùng 1. Hết mùng 1, trời mưa dầm, mưa rè, mưa như mùa hè, mưa ao đầy cả nước. Rồi từ đó trở đi cho đến lập xuân. Mùng 2 nó hơi hở một tí, mùng 6 nó hơi hở một tí. Còn cái chơi trời âm u, ẩm ướt, ròng rã, kéo dài đúng thời gian vải thiều, nhú hoa, báo hoa ở mình. Và đúng như mình nhận định năm 2000, sau khi vụ thu hoạch quả trong năm 2019 là vải thiều 2020 mất mùa, đúng 100%. Còn được mùa vẫn là các bạn ở các xã vùng cao. Ở dưới dưới gần gần thế này của Phú Nhuận, Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn, Hậu Đáp, vân vân. Và các xã vùng thấp thì các vùng đồi, ví dụ Kiên Thành, Thanh Hải, Kiên Lao, vân vân. Các bạn ở vùng cao cũng như đồi núi các bạn được hơn là như này. Thứ nhất, vùng cao các bạn nhiệt độ thấp hơn. Tuy về địa lý theo nguyên tắc là 100 mét nó mới giảm 0,6 độ. Tuy nhiên, ở mình đây nó do ảnh hưởng thôi, mình không nói về địa lý nữa. Mình chỉ nói là ví dụ như mấy hôm mình có 10 độ, 11 độ, thì các bạn 8, 9 độ, với các bạn thấp hơn mình khoảng 4, 3, 4 độ. Rồi vùng cao các bạn thoát nước hơn, không bị mưa nhiều, không bị ẩm ướt. Cái nữa, thổ nhưỡng, đất đai
để các bạn ra sau. Thế là các bạn ra sau được, các bạn thoát được cái đợt mưa ẩm ướt đúng 30 Tết. Vậy các bạn được hơn. Vậy mình đang trộm nghĩ, giật mình. Nếu như năm nay nó giả sử lặp lại bài học năm ngoái, bởi vì có thể cuối tháng 1, đầu tháng 2 sẽ có một trận mưa. Biết đâu nó lặp lại đúng như năm ngoái. Mưa luôn thì mình tong hết các bạn ạ. Bởi năm 2019 nó ẩm và ấm. À nó ấm cho nên vải sớm của mình còn ra. Và mình được mùa năm 2020 là vải tháng 3, u hồng và vải thanh hà mình được mùa. Đến những quả vải thanh hà của mình đây các bạn. Được mùa, còn vải mình như nào các bạn xem lại nhé, mình mở luôn cả âm thanh luôn. Sớm có ý định là đi thật sớm lên Tân Quang Bình Điền xem như nào, nhưng bây giờ 6 giờ mới rồi, bởi vì mình tham mẹ quá, mẹ quá nhiều quá như này, quá nhiều hai ngang bao và đằng chiếc. Thôi bây giờ mình không còn thời gian nữa, mình so sánh một quả vải nhà mình đây, nên mẹ chén các bạn xem. Ngày trước mình thấy thanh hà nó cứ sần sần rụng xuống như da cóc, nhưng bây giờ qua thanh hà với vải thiều nó không phân biệt được phải gọi như này. Cái vải mình nó bị ruột hỏng rồi, cầm hơi khó, các bạn nhìn nhé. Thôi chào các bạn, mình đi đây. Vâng, mình đã vượt qua được hàng rào của kép và Lâm Sơn, bây giờ lên được kỳ điền được qua. Bây giờ trả tôi 33 đây chơi ván. Chị trả hơn được không? À không ạ. Hiệu này chính là cổng đồng lạc áp các bạn ạ. Mình bị hai cái bà này bẫy lừa mình. Bà bảo cao nhất là 33, như vào trong sáng sớm trả 35. Đấy, cái cao nhất đỉnh giá 33. Bị người Việt mình lừa các bạn ạ. Cày không. Thế là mình phải chấp nhận bán 33. Bởi do mấy nguyên nhân sau, mình phải đi dạy học, mình không thể đi lâu được. Đây ông Trung Quốc ông là khấn hảo đấy. Đây. Mình mang lên thi đấu anh em trên app. Trên thì vải mình vẫn được 33 hôm đấy các bạn ạ. Nhưng mà cay chỗ là bị lừa. Đây còn nó vườn vải thiều thanh hà của mình đây. Thôi mình để mình tắt âm thanh đi. Đấy, vải thiều là vải thanh hà, vải sớm, vải u hồng năm ngoái mình đều được. Đó là vì thời tiết năm ngoái là ấm cho nên nó ra hoa được. Nhưng bây giờ vải tháng 3 u hồng đang ra hoa thì nó lại đẹp rét đậm rét hại như này. Nếu vải các loại vải này mà rét liên tục hết tháng 1 trong thời gian đúng ra hoa của nó mà không ra được. Rồi gần tháng 1, cuối tháng 1 như năm ngoái. Cuối tháng 1 năm ngoái là năm ngoái 30 Tết mưa, nó là 24 tháng 1. Tức cách bây giờ khoảng gần một tháng nữa các bạn ạ. Nếu 25 ngày một tháng nữa mà mưa dầm dề, mưa đá như năm ngoái thì mình tong hết cả vườn các bạn ạ. Bởi năm ngoái mình gần được u hồng, từ năm 20 này này, mình được u hồng tháng 3 và vải thanh hà kéo lại. Nhưng năm nay, hiện tại bây giờ, thời tiết ẩm, rét mướt như này thì u hồng chắc là ra khó. 20 ngày nữa, 25, 1 tháng ngày nữa mà mưa đúng như năm ngoái lại mưa đá dầm dề. Nên là âm u ẩm ướt. U hồng không ra được, thanh hà không ra được, vải thiều không ra được thì tong mất. Nên bây giờ mình phải có những phương án ngay từ bây giờ. Thì vấn đề mà không may trời mưa ẩm ấm, trời mưa mà ẩm khó ra hoa hoặc ra hoa kèm lộc. Cũng như là bây giờ ở trong Tây Nguyên các bạn, đúng thời gian ra hoa thì vải các bạn mưa nhiều. Tất nhiên Tây Nguyên nó rất nhiều tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum thì Đắk Lắk các bạn nhiều, Đắk Nông rất nhiều tỉnh khu Tây Nguyên mà 4-5 tỉnh Đắk Lắk này, Đắk Nông này, Gia Lai này, Kon Tum này, đấy. Và đi cu gì thì tao lại 4-5 tỉnh mình tự quên 4 tỉnh chứ là 4 tỉnh sao tách 5 tỉnh. Thì các bạn mỗi một vị trí khác nhau, còn mình đây thì mình chỉ nói Lục Ngạn mình, Hải Dương thì tóm lại các tỉnh phía Bắc
Tây Nguyên thì 45 tỉnh, phía Tây của miền Trung Việt Nam. Thì cũng có thể một số tỉnh, một số khu vực các bạn đang mưa. Thì cũng giống như mình thôi. Nhưng mà ưu điểm của cái dòng vải sớm, đó là u hồng chẳng hạn, thì nó không cần quá hanh khô giá rét. Cho nên trời có mưa nó vẫn ra hoa được. Cho nên tại sao mấy cây vải tháng 3 ngay trước cửa nhà mình nó không bị mất mùa? Vì mình tưới cây thậm chí như đẫm luôn. Mình tưới cây cảnh mà. Hôm nọ ông thế, hôm nọ nhà mình tổ chức tổng kết hội hoa quả cảnh nhà mình tưới, mình rửa sân, mình rửa ráy nước, tưới như đẫm luôn. Mình chẳng sợ. Cho giống vải sớm, tại sao vải u hồng nhiều địa phương trồng được các tỉnh phía Bắc? Rồi từ Tây Nguyên trở ra, mình chỉ thấy mỗi anh em ở trong đồng bằng sông Cửu Long không thấy chia sẻ về vải thôi. Còn từ Tây Nguyên trở ra, đâu miền Trung, Tây Bắc, Đông Bắc, mình ở đây lâu đâu không có vải. Cho nên vải u hồng dễ hơn. Còn vải thiều thì cần phải khô hạn. Nếu không may mà đúng như năm ngoái, lại vào khoảng độ một tháng nữa mưa. Một tháng nữa, hôm nay là 14 đi. 14 tháng chạp nó mưa, 15 tháng chạp nó mưa. Thì đứt hết, nhà mình đứt sạch. Lúc đó các bạn vùng cao lại được mùa lại. Nói mình không biết gì, chém gió. Vậy tại sao mà trước thời gian nhũ hoa, ví dụ năm 2020 vừa rồi, đúng 30 Tết năm 2019, 24 tháng 1 năm 2020, mưa đá rồi mưa rầm rề một ngày một đêm, phải không nhỉ? Hơn chứ, 2 ngày một đêm, một đêm 30 Tết hết ngày mùng 1, 2 ngày 2 đêm sang mùng 2 bắt đầu mới hỏng, thì vải mình nó bị mất. Thì đơn giản, nếu các bạn cứ thấy bảo mất như thế mà nói thì các bạn chẳng hiểu gì về cây vải cả. Chúng ta phải biết cây vải ủ hoa là gì, là ngừng nghỉ tích tích chất tích dinh dưỡng ở cây, nó không ra lọc được đường bột và đường, nó tích trên nhựa cây, trên lá cây. Và đến thời gian ra hoa thì cái này nó bắt đầu thời tiết thuận lợi thì ra hoa. Nhưng nếu đến thời gian ra hoa mà cái nhựa này, cái bột đường này nó ra hoa và lọc, nó chỉ là một mà thôi. Vậy đến thời gian ra hoa, khi cây ngừng nghỉ thì người ta gọi là ủ hoa. Ủ là gì? Nó dừng, nó không ra nữa, như mình ngủ ấy. Còn khi cây ra hoa và hoa mới lọc, nó là một. Nguyên thủy là một thôi. Khi nó nhú ra nó là một. Nhưng trời mà ẩm, ấm, ướt thì cái đấy nó thành lọc. Còn hanh, khô, giá rét thì nó thành hoa. Cho nên người ta mới gọi là phân hóa mầm hoa. Vậy cây muốn phân hóa mầm hoa được, nó phải có một thời gian ngủ, chính là ủ hoa. Khi nhũ hoa là phân hóa mầm hoa. Cho nên cái vườn vải ở khu dưới mình năm 2020 vừa rồi, đúng 30 Tết trước lập xuân 11 ngày, lập xuân năm 2020 là 11 Tết mà, đúng thời gian phân hóa mầm hoa thì nó bị mưa. Thì lúc đó người ta gọi là bất khả kháng, trời làm thì không ai chống được. Đấy. Vì vậy, khi cây đang phân hóa mầm hoa mà nó lại bị mưa ẩm, rồi âm u ẩm ướt, không có một chút thuận lợi nào cho vải ra hoa. Nếu như mưa xong, trời hanh khô luôn, trời nắng ấm lên thì nó ra hoa. Nhưng không ngờ từ 30 Tết nó mưa, mùng 2 nó hẳn lên một chút, mùng 6 hẳn lên, còn cơ bản âm u ròng rã đầu tháng giêng. Cho nên vải rất ra hoa rất là khó. Rồi nhiều vườn ra được hoa 100%, hoa đẹp. Ví dụ vườn bạc cả mình cũng ra hoa đẹp, vườn anh cũng là anh họ mình ra hoa rất đẹp, nhưng sau nó lại bị rụng, nó hỏng rất nhiều. Vậy cái điều kiện bất khả kháng không thể nào làm được. Mình cũng sợ năm nay biết đâu nó cũng như thế. Thời gian giá rét hanh khô, rồi gen năm nay không hanh khô như năm ngoái, giá rét thì được rồi, quá rét đậm rét hại, chúng ta đã có vài trận rét rồi, đủ thời gian ủ hoa. Nhưng từ hôm nay trở đi, mình cứ cho ví dụ như là giá rét dòng giá suốt tháng 1 đi, sang nửa đầu tháng 2 đi. Nhưng biết đâu sang chớm đầu tháng 2. Thì đầu tháng 2 năm nay là thời gian nào? Ví dụ như là mình cứ nói mùng 4 là lập xuân, là vào 23, 22 tháng chạp. Thì đầu tháng 2 mình cứ cho là giống như năm ngoái, khoảng độ 24, năm ngoái là 24 tháng 10, tháng 24 tháng 1 mà. Thì mình gọi là một tháng nữa đi. Một tháng nữa từ 15 đi, 15 tháng chạp. Mà nó mưa rầm rề lại mưa đá như năm ngoái, nó kéo dài dòng giãn Tết, nó ẩm ướt thì đúng mình lại mất trắng đấy, không phải mất được đâu. Năm ngoái còn được thanh hà u hồng, năm nay mất nốt thì đứt đoàn, chắc lại bỏ đào cây cảnh thôi. Thế nhé các bạn nhá, cho cách khắc phục như nào thôi. Bây giờ tốt nhất là phòng hơn chống,
Chúng ta phải lo trước, không nên đến chân mới nhảy. Thì bây giờ làm nào? Nếu như không may trời mưa ẩm rồi lạnh giá, nó có nguy cơ ra lộc, thì tốt nhất với các loại vải thanh hà, nó sẽ ra hoa trước lập xuân khoảng độ 15 ngày. Thì mình cứ cho là hôm nay là 27 đi. Nó sẽ ra hoa trước khoảng độ 25 ngày, à, khoảng độ 20 ngày đến một tháng, 25 ngày, 20 ngày hay một tháng nữa là vải nó bắt đầu thanh hà, chúng ta nhú hoa nhé. Nhú hoa đồng loạt mới không tính những trường hợp đặc biệt, còn kể cả vải nhà mình, khu quanh mình đây còn có hoa được cơ. Hay mình ra lấy được cái đầu hoa hôm qua cho các bạn xem nhá. Mình cứ tính như vải thanh hà đã ra hoa trước lập xuân khoảng 10 ngày. Thì hôm nay là 27 rồi. Thì 10 ngày, tức là mình cứ tính khoảng độ 20 ngày, một tháng nữa, vải thanh hà nhú hoa. Vậy trước thời gian nhú hoa khoảng 10 ngày, 15 ngày, thì mình cứ tính cho vải thanh hà mình đây khoảng 10, 15 ngày nữa. Hoặc là 10 đến 20 ngày nữa trước khi nhú hoa nhé. 10 ngày nữa chẳng hạn, chúng ta thấy hôm nào mà thời tiết ấm, chúng ta có thể phun cho MKP một lần. Hoặc có thể phun NPK dầu lân cũng được. Thì chúng ta vẫn có thể ức chế được lộc như có thể phun MKP. Hai một trong hai phương pháp nhá. Nếu lo trời mưa ẩm ướt có thể nguy cơ ra lộc thì chúng ta phun MKP. Mà hanh khô chúng ta thấy khó ra hoa thì chúng ta lại phun NPK. Và vải thiều tương tự như vậy. Vải thiều mình cứ cho khoảng độ hơn một tháng nữa, khoảng 40 ngày nữa ra hoa, thì khoảng 20 ngày nữa mình phun cho NPK dầu MKP hoặc NPK nhé. Vậy vải mình đã phun HPC xong rồi. Vải U và tháng 3 đã phun NPK dầu lân một lần rồi. Và đã tưới NPK dầu đã tưới rắc lân phân rồi, NPK và lân rồi. Thì đã phun một lần. Còn vải thiều với vải u hồng, à vải thiều vải thanh hà. Thì vải thanh hà khoảng 20 ngày, 15 ngày nữa phun cho một lần MKP hoặc NPK dầu lân. Còn vải thiều cũng khoảng độ 20 ngày nữa phun như thế nhá. Đấy, như thế. Để chúng ta phòng chống hiện tượng lại bị mưa mất mùa. Hôm nay tự dưng mình nghĩ đấy, nghĩ thế thôi, chẳng có gì đâu, mình chẳng có gì cả, mình nghĩ thế nào mình nói như vậy chia sẻ với các bạn thôi. Đây cái hoa hôm qua đây, hôm mình để một hôm nó khô rồi để mình bật flash lên cho nào. Mình tắt cái vi tính đi nhá. Nó khô. Cái hoa hôm qua đây các bạn ạ. Để mà ngày nó khô rồi. Mình bứt đi mất. Hoa vải thiều đấy. Để một ngày nó khô nhé các bạn nhé. Này, một ngày nó khô rồi. Thôi mình bức xúc quá. Không phải bức xúc mà mình tâm trạng. Bởi vì ai biết trời đất thế nào. 20, 25 ngày nữa nó mưa cho một hồi. Một tháng nó mưa cái thì đứt đoạn luôn. Nếu như cây vải mình nó hình thành mầm hoa, nó ra hoa rồi, nó mưa thì còn đỡ. Nhưng chưa hình thành mầm hoa, nó chưa ra, đang phân hóa mầm hoa, nó gặp mưa thì thôi. Còn vải thanh hà, vải u thì nó không sợ. Chỉ sợ rét thôi. Như vải thiều thì nó nhạy cảm quá. Chính vì quá nhạy cảm như vậy nên tại sao mà các địa phương khác không trồng được. Và thanh hà à vải thì chỉ có mình với Hải Dương trồng được thôi, các huyện khác trồng đều hiệu không hiệu quả, còn u hồng đâu cũng trồng được. Đấy nó như thế nhá. Thôi chào các bạn, mình dừng đây. Xong mình đi làm chứ. Bây giờ là 7 đấy 10 đã 2 giờ 17 phút ngày 27 rồi. Nhưng ngày 14 tháng á. Tạm dừng video tại đây nhé các bạn nha. Thì tóm lại như sau. Thời tiết từ giờ trở đi. Ấm nốt hôm nay, ngày mai và ngày kia. Nhưng trời ẩm ướt. Từ thứ tư trở đi. Bắt đầu mưa, giá. À không phải, xin lỗi. Bắt đầu hanh khô giá rét. Nó kéo dài dòng dã hết tháng 1 sang đầu tháng 2. Cuối tháng 1, đầu tháng 2 có thể có một trận mưa rất là lớn, cho nên chúng ta cần phải đề phòng. Thì đề phòng, bây giờ chúng ta đưa hai phương pháp đơn giản thôi. Như trước mình vẫn nói, có thể chúng ta sẽ
Phải Thanh Hà, mình nói thêm. 10 ngày nữa, 15 ngày nữa chúng ta dắt lân vào Cali. Thì Vải Thiều rút thêm 5 ngày đi, 10 ngày đi. Vải Thiều thì khoảng 10 năm, 20 ngày nữa, 25 ngày nữa dắt lân vào Cali. Sau khi chúng ta dắt xong thì chúng ta phun một nếu như sợ ẩm ướt, mưa ẩm chúng ta phun MKP. Vừa để ủ hoa, vừa để giữ hoa ngăn chặn lọc. Còn nếu hanh khô thì chúng ta phun NPK dầu lân. Còn sau vải nghẹn khó ra hoa, mình lại làm video khác chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Mình mở lại một số hình ảnh của video cũ năm ngoái mình bắn vải nha. Quay video hay. Video thích. Đây, Khấn Hạo đây.